Hiệp hội Gỗ và Thủ công Mỹ nghệ Đồng Nai DOGA đã khai mạc hội chợ đồ gỗ Đồng Nai xuân 2020. Các doanh nghiệp tham gia là những đơn vị sản xuất và kinh doanh các sản phẩm liên quan đến ngành gỗ. Tại đây, khách tham quan sẽ có dịp tìm hiểu về các sản phẩm đồ gỗ từ truyền thống đến hiện đại, dây chuyền sản xuất dành cho ngành gỗ và những sản phẩm độc đáo bằng gỗ. Với khát khao được đóng góp cũng như chung tay đưa ngành chế biến trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và cán mốc 20 tỷ đô la Mỹ vào đây cũng cho thấy tầm nhìn và tâm huyết của DOGA trong công cuộc xây dựng và phát triển ngành chế biến gỗ của tỉnh Đồng Nai nói riêng và của cả nước nói chung. Hội chợ diễn ra từ nay cho đến hết ngày 11 tháng 1 năm 2020.